ba mặt trận quan trọng nhất nơi Nga và Ukraine đang giao tranh quyết liệt. ISVK phát hiện Nga đánh giá quá cao về lợi thế giành được ở Ukraine. Chuyên gia Anh nói chiến lược của Bộ Tư lệnh Ukraine có lợi cho Nga. Nhóm các nước G7 và EU thảo luận biện pháp trừng phạt hệ thống SWIFT của Nga. Xin chào quý vị đang theo dõi bản tin quốc tế được cập nhật mới nhất trên kênh YouTube Báo Hà Tĩnh. Bản tin hôm nay sẽ có những sự kiện nào đáng chú ý? Mời quý vị đến với phần điểm tin nổi bật ngay sau đây. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã bước sang năm thứ ba, nhưng vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Cả hai bên vẫn đang cố gắng giành được những vùng đất quan trọng của đối phương. Mới đây, CNN đã liệt kê ba mặt trận quan trọng nhất, nơi giao tranh ác liệt đang hoành hành, chỉ ra những lợi ích mới mà Nga đã đạt được, trong khi Ukraine đang phải chạy đua để khắc phục những điểm yếu hiện tại, để giữ lại từng ngôi nhà, từng con phố, trước làn sóng tấn công dữ dội không ngừng nghỉ của đối phương. Mặt trận đầu tiên phải kể đến chính là Kharkov. Cuộc tấn công xuyên biên giới kể từ ngày 10 tháng 5 đã giúp quân đội Nga nhanh chóng nắm quyền kiểm soát một số ngôi làng biên giới của Ukraine. Tận dụng đà tiến, quân đội Nga đã tăng cường các cuộc tấn công trong khu vực khi cố gắng giành quyền kiểm soát các khu định cư quan trọng ở Vokchan và Lipsy. Lipsy nằm cách Kharkov khoảng 30 km về phía Bắc, đang bị Nga bắn phá dữ dội. Việc giành được ngôi làng sẽ cho phép quân đội Nga bố trí pháo binh nhắm vào thành phố Kharkov, thành phố lớn thứ hai của Ukraine, vốn dễ bị tấn công bằng tên lửa. Cuộc tấn công vào Kharkov cũng cho phép Nga ép Ukraine chuyển các nguồn lực vốn đã mỏng manh ra khỏi các chiến tuyến khác, đồng thời tạo ra một vùng đệm giúp khu vực biên giới Nga như Belgorod tránh các cuộc tấn công của Ukraine. Mặt trận thứ hai là phía đông Avdiivka và Bakhmut. Trước cuộc tấn công ở Kharkov, Nga chủ yếu tập trung tấn công ở phía đông Ukraine, nơi họ đã tiến dần lên kể từ tháng 10 năm 2023, khi cuộc phản công mùa hè của Ukraine thất bại. Kiểm soát trung tâm công nghiệp phía đông Ukraine, được gọi là Donbass, vẫn là mục tiêu chính của Điện Kremlin. Hồi tháng 2 năm nay, quân đội Moscow đã đạt được thành công lớn trên mặt trận này khi kiểm soát thị trấn Avdiivka then chốt. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng quyết định rút lui khỏi Avdiivka được đưa ra là để cứu mạng sống những người lính của chúng tôi. Lực lượng Ukraine một thời gian dài trước đó đã phải đối mặt với sự bắn phá dữ dội liên tục của Nga, cũng như bất lợi về đạn pháo 10-1. Sau thắng lợi ở Avdiivka, quân đội Nga đã tiến đều đặn về phía Tây theo hướng Pokrov, nơi đóng vai trò là trung tâm quân sự quan trọng trong nỗ lực xung đột của Ukraine. Cách đó vài chục km về phía Bắc, thành phố Bakhmut ở phía Đông đã bị quân đội Nga kiểm soát vào mùa xuân năm ngoái, sau trận chiến đẫm máu kéo dài 9 tháng. Hiện lực lượng Nga đang tiến về phía Tây tới Chasovya. Một khi giành được quyền kiểm soát vùng đất cao nơi thị trấn Chasovya tọa lạc, quân đội Nga sẽ có lợi thế tấn công thành phố chiến lược Kramatorsk của Ukraine hơn. Cuộc chiến giành Robotyne. Các lực lượng Ukraine cũng đang phải chịu áp lực lớn ở phía đông nam Zaporizhia, một trong số ít khu vực mà họ đã đạt được thành công, dù khiêm tốn trong cuộc phản công vào mùa hè năm ngoái. Cả các blogger quân sự Nga và trang theo dõi tình hình chiến sự Deep State Map của Ukraine đều xác nhận về những bước tiến nhỏ của Nga vào vùng lãnh thổ Ukraine đã tái kiểm soát. Robotyne, một ngôi làng nhỏ hiện đã bị phá hủy hoàn toàn, đã đổi chủ nhiều lần trong cuộc chiến. Nó lần đầu tiên bị lực lượng Nga kiểm soát vào đầu tháng 3 năm 2022 và hiện Moscow một lần nữa tuyên bố kiểm soát nó vào đầu tháng này dù Ukraine phủ nhận. Trận chiến giành Robotyne làm nổi bật tính linh hoạt của chiến trường và là một minh họa rõ nét về bản chất của cuộc chiến, trong đó quyền kiểm soát lãnh thổ được quyết định bằng những trận chiến tàn khốc ở ngay cả những ngôi làng hoang. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng mới được bổ nhiệm của Nga được cho là đã đánh giá quá cao những bước tiến của Nga ở Ukraine. Kể từ đầu năm, khi các cuộc đụng độ diễn ra ác liệt dọc theo hàng trăm dặm chiến tuyến ở Ukraine. Theo đó, mới đây, tân Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Andrei Belousov cho biết quân đội Moscow đã giành quyền kiểm soát 880 km2, tương đương gần 340 dặm vuông, lãnh thổ ở Ukraine kể từ đầu năm 2024, khi các cuộc đụng độ diễn ra ác liệt dọc theo hàng trăm dặm chiến tuyến ở Ukraine. Ngoài ra, trong một bài phát biểu do Bộ Quốc phòng Nga công bố, ông Belousov cũng nói rằng Moscow đã nắm quyền kiểm soát 28 khu định cư chỉ trong tháng 5 vừa qua. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, có bằng chứng cho thấy quân đội Moscow đã kiểm soát 752 km2 lãnh thổ kể từ đầu tháng 1 năm nay.
Kể từ đầu năm 2024, quân đội Nga đã tiến dọc theo chiến tuyến phía đông, kiểm soát thành trì Adiivka trước đây của Ukraine vào tháng 2 và tiến về phía tây kể từ đó. Họ thường xuyên cho biết lực lượng của họ đã giành được các làng và thị trấn ở phía đông. Sau đó, quân đội Nga đã mở một mặt trận mới trong cuộc chiến vào tháng 5 vừa qua với việc quân tràn qua biên giới vào khu vực Kharkov phía đông bắc Ukraine. Kiev cho biết Moscow hy vọng có thể buộc Ukraine rút các nguồn lực khan hiếm từ tiền tuyến phía đông tới Kharkov nhằm mục đích gây căng thẳng quá mức cho Ukraine trước khi tiếp tế viện trợ quân sự của phương Tây đến nước này. Moscow nhanh chóng giành được một số khu định cư ở phía bắc Kharkov, mặc dù những đánh giá gần đây cho thấy Ukraine đã thành công trong việc giành được một số tiến bộ tại các khu vực mà Nga nhắm đến. Bộ trưởng Belousov nói, các nhóm quân Nga đang đẩy đối thủ ra khỏi vị trí của họ. Ông cho biết thêm, lực lượng Ukraine đã rút lui từ 8 đến 9 km ở khu vực Kharkov. Hôm 31 tháng 5, cơ quan nghiên cứu cho biết rằng điều này phù hợp với các đánh giá của ISVK. Thành phố Vovchan của Ukraine, cách biên giới Nga khoảng 3 dặm, đã bị pháo kích dữ dội khi giao tranh nổ ra trên đường phố. Chiều ngày 1 tháng 6, theo giờ địa phương, quân đội Ukraine cho biết Nga đã phóng một quả bom dẫn đường vào Vovchan từ vùng biên giới Belgorod. Trước đó một ngày, ISVK cho biết Nga đã tiến lên một chút ở rìa thành phố biên giới Vovchan. Cơ quan cố vấn cho biết thêm, đoạn phim được định vị địa lý từ hôm 30 tháng 5 cũng cho thấy Ukraine đã đạt được những lợi ích ở trung tâm Vovchan. Vài ngày trước, một phát ngôn viên của quân đội Ukraine ở Kharkov nói với truyền thông Ukraine rằng lực lượng của Kiev đã kiểm soát khoảng 70% Vovchan, nhưng giao tranh trên đường phố vẫn tiếp diễn. Ngày 31 tháng 5, chuyên gia Anh Alexander McGreed cho rằng chính sách của chính phủ Tổng thống Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh AFU Oleksandr Syrsky để bảo vệ mỗi mm của Ukraine. Điều này có thể sẽ làm cạn kiệt dần đội quân của Ukraine và góp phần vào chiến thắng của quân đội Nga. Theo chuyên gia McGreed, quân đội Ukraine thường bảo vệ các vị trí không có giá trị chiến lược, trong khi vẫn mất nhân lực và thiết bị. Tất cả điều này làm suy yếu AFU và thay đổi sự cân bằng quyền lực có lợi cho Nga. Chuyên gia Anh nhấn mạnh, nhiều lần tôi không hiểu tại sao người Ukraine hy sinh rất nhiều binh sĩ và thiết bị để bảo vệ các vị trí không thể bảo vệ. Ông cho rằng, trong khi đó quân đội Nga lại hiểu được bản chất của những gì đang xảy ra và biết những sai lầm của Bộ Tư lệnh Ukraine. Hôm 26 tháng 5, chuyên gia Mỹ Mark Epikopos cho biết, các nhà lãnh đạo phương Tây phải nhận ra rằng việc Nga thất bại vô điều kiện là viễn cảnh không thể xảy ra. Theo ông, bất chấp sự giàu có của phương Tây vốn lớn hơn Nga, 3 năm qua đã chỉ ra rằng sự vượt trội này không thể dễ dàng và nhanh chóng chuyển đổi thành các khả năng quân sự cụ thể mà Ukraine cần để đánh bại Nga trên chiến trường. Hồi đầu tháng trước, chuyên gia quân sự, đại tá đã nghỉ hưu Viktor Litovkin nói với Ivestia rằng tinh thần của các AFU bị mất từ lâu vì thất bại trên chiến trường. Ông chỉ ra, chỉ có quân đội giành chiến thắng mới có thể có tinh thần. Trong khi đó, Kiev đã thất bại hết lần này đến lần khác. Đồng thời, việc huy động quân tiếp tục bị thắt chặt ở Ukraine. Giữa tháng 4 năm nay, ông Zelensky đã ký luật tương ứng có hiệu lực vào giữa tháng 5 vừa qua. Luật trên nêu rõ quy trình thực hiện các biện pháp huy động gồm các hình phạt nếu trốn tránh nghĩa vụ. Đồng thời, nó không chứa các điều khoản về việc xuất ngũ. Nhận xét về luật huy động trên, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova lưu ý rằng luật này kết thúc người Ukraine. Mới đây, Bloomberg đưa tin các nước G7 và Liên minh châu Âu-EU đang thảo luận cách nhắm mục tiêu vào các ngân hàng của những nước thứ ba được cho là giúp Nga lách các biện pháp trừng phạt. Cụ thể, các biện pháp trừng phạt sẽ nhắm vào các tổ chức tài chính của nước thứ ba sử dụng hệ thống nhắn tin tài chính của ngân hàng Nga SPFS, hệ thống được sử dụng thay thế cho hệ thống SWIFT toàn cầu. Các cuộc thảo luận đang diễn ra trước hội nghị thượng đỉnh G7 vào tháng này, trong đó một loạt các biện pháp nhằm thực thi tốt hơn các biện pháp trừng phạt Nga sẽ được xem xét. EU được cho là cũng đang soạn thảo một gói trừng phạt mới với Nga, trong đó cũng bao gồm lệnh cấm các quốc gia thành viên sử dụng hệ thống SPFS. Tới nay, hệ thống SPFS của Nga đã hoạt động ở khoảng 20 quốc gia, trong đó có Armenia, Belarus, Kazakhstan, Trung Quốc và Tajikistan. Theo Bloomberg, EU đặt mục tiêu đồng ý với gói trừng phạt thứ 14 trước hội nghị thượng đỉnh G7, nhưng một số nước châu Âu phản đối lệnh cấm toàn diện với SPFS vì lo ngại có thể ảnh hưởng đến các giao dịch hợp pháp và gây tổn hại cho mối quan hệ với các nước thứ ba. Các nguồn tin cho biết, trước khi được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Italy vào tháng này, các biện pháp trừng phạt có thể sẽ còn nhiều thay đổi và mỗi quốc gia có thể áp đặt các biện pháp riêng. Năm 2014,
Ngân hàng Nga khai trương hệ thống nhắn tin tài chính SPFS ở chế độ thử nghiệm. Hệ thống có thể truyền dữ liệu ở định dạng như SWIFT nhưng không phụ thuộc vào các kênh của SWIFT. Năm 2017, hệ thống SPFS bắt đầu hoạt động hoàn chỉnh, truyền tải thông báo về các giao dịch bằng bất kỳ loại tiền tệ nào. Ban đầu, SPFS chỉ dành cho người dùng ở Nga. Đến tháng 2 năm 2022, hơn 20 ngân hàng Belarus, tổ chức tín dụng từ Armenia, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan, Cuba và các quốc gia khác đã tham gia hệ thống này. Hồi tháng 3 năm nay, Ngân hàng Nga công bố báo cáo cho biết SPFS có 556 khách hàng tham gia từ 20 quốc gia tính đến cuối năm 2023. Tối ngày 1 tháng 6, Bộ Ngoại giao Iran thông báo quyền đại biện Thụy Điển đã được triệu tập đến cơ quan này sau khi giới chức Stockholm ngày 30 tháng 5 đưa ra những cáo buộc dựa trên thông tin sai lệch nhằm vào Tehran. Press TV dẫn lời Phó Vụ trưởng Bộ Ngoại giao Iran phụ trách Tây Âu tại cuộc gặp. Lan truyền những thông tin vô căn cứ như vậy cho thấy một số bên có ý định gây tổn hại đến quan hệ giữa hai nước. Iran kỳ vọng Thụy Điển cảnh giác hơn bao giờ hết trước những diễn biến đáng ngờ. Quyền đại biện Thụy Điển cho biết sẽ lập tức truyền đạt thông điệp từ Iran đến các cơ quan liên quan của nước này. Động thái diễn ra sau khi lãnh đạo phản gián cơ quan an ninh Thụy Điển Daniel Stenling ngày 30 tháng 5 cáo buộc Iran đang tuyển mộ thành viên các băng đảng tại Thụy Điển để tấn công lợi ích của Israel ở quốc gia châu Âu này. Ngày 31 tháng 5, Bộ Ngoại giao Thụy Điển đã triệu tập đại biện Iran tại Stockholm để làm rõ thông tin. Tình trạng bạo lực băng đảng đã xuất hiện nhiều năm tại Thụy Điển. Sau một vụ nổ súng gần đại sứ quán Israel ở Stockholm hồi tháng 5 vừa qua và vụ phát hiện thiết bị nổ bên ngoài tòa nhà hồi tháng 1 năm nay, cảnh sát Thụy Điển đã tăng cường an ninh xung quanh các lợi ích của Tel Aviv tại nước này. Cơ quan an ninh Thụy Điển từ chối bình luận về các sự việc. Theo thông báo từ một quan chức Israel, sự việc tháng 1 do một băng đảng tội phạm thực hiện thay cho Iran. Lãnh đạo phản gián cơ quan an ninh Thụy Điển Daniel Stenling cho biết không có lý do để nghi ngờ tình báo Israel và không cung cấp thêm thông tin do lo ngại ảnh hưởng quá trình điều tra.